chứ. Quý vị, tôi thì có thể là ở trong số này cách đây 34 năm thì bọn Bành Trướng cầm quyền Bắc Kinh đã xua 60 vạn quân sang xâm lược nước ta ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Hôm nay là kỷ niệm tròn 34 năm ngày quân Trung Quốc buộc thất sau khi thất bại buộc phải rút quân khỏi các tỉnh 6 tỉnh biên giới ở nước ta. Hôm nay chúng ta tụ tập tại đây để cầu nguyện cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam, của tất cả lực lượng vũ trang của Việt Nam đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta được hôm nay là cũng do sự chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, hôm nay tròn 34 năm sau khi mà quân Trung Quốc buộc phải tuyên bố rút quân khỏi lãnh thổ nước ta, chúng ta đến đây để cầu nguyện cho các linh hồn, cương hồn của đồng bào chiến sĩ được an nghỉ và được siêu thoát. Tôi xin giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện có bài văn tế để kỷ niệm buổi lễ hôm nay. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Đề nghị mọi người nếu có điện thoại di động tắt. Văn tế đồng bào và chiến sĩ tử trận trong cuộc chiến tranh vệ quốc tháng 2 năm 1979. Hỡi ôi, thấm thoát đã 34 năm, mới đấy đã thành thiên cổ. Trời biên giới ầm vang tiếng súng thanh niên lớp lớp lên đường. Máu biên cương nhuộm đỏ dòng sông, dân chúng nhà nhà tan tác. Nhớ linh xưa, chiến sĩ Tòng Trinh, tuổi hoa niên đang bận xách đèn, lòng trai tráng chứa bao mơ ước. Đáp lời non sông hăm hở lên đường, từ biệt quê hương gạt niềm thương nhớ. Súng bắn chưa quen quân sự đôi bài, đánh giặc bằng lòng căm hận. Chiến trận chưa từng ba lô một gánh, nhắm bắn bằng nỗi hờn căm. Nhân dân biên giới đang yên ổn làm ăn, đâu ngờ một phút loạn ly, gặp tuổi thanh bình, ai tưởng được điều thảm khốc. Pháo giao thừa vừa nổ hội xuân vừa mở rộn ràng, năm mới vừa sang hy vọng ngập tràn hơi thân. Đi đùng súng bắn, trẻ con vẫn tưởng pháo giao thừa, loa réo vang trời, cụ già còn ngờ loa hội mở. Thường thay, chiến đấu ngoan cường, xông thẳng nơi mũi tên hòn đạn, kiên trung giữ đất, sợ chi súng nổ bom rền. Máu loang mặt đèo, mùi thuốc súng khét lẹt còn vương, xác nghẽn gành sông, tiếng kêu thương ngút trời đau xé. Địch giết người không ghê tay, địch nã pháo không ngừng nghỉ, hãm hiếp đàn bà lộ loài mặt chó dê, tiếng kêu thương xé nát một góc trời, cắt đầu trẻ nhỏ hiện rõ lũ xài lang, hồn oan khuất vật vờ miền biên viễn. Ôi
máu xương gửi lại biên cương, hồn phách tụ về nơi đền miếu. Tuổi thanh xuân dâng tổ quốc ngàn năm, hoa chiến thắng dâng đất mẹ vạn thuở. Đền nợ nước nào đợi vinh danh, chết vì dân đâu chờ tưởng vọng. Hôm nay tưởng niệm 34 năm ngày kết thúc chiến tranh, thương nhớ 60 vạn đồng bào ra đi vĩnh viễn, chúng tôi đốt nén hương thơm dâng vòng hoa thăm, đơn sơ lễ bạc lòng thành, thành kính tâm hương dâng cung, cúi xin chư vị anh linh sống khôn thác thiêng phù trợ cho non sông đất nước thăng bình muôn thuở. Cũng xin chư vị tha thứ hết lỗi lầm của những kẻ cố tình vong ơn bội nghĩa, của những kẻ quên hết công lao và máu xương của chư vị anh linh. Lại xin chư vị anh linh cùng chúng tôi nguyền rủa đời đời bọn bành trướng Bắc Kinh, nhắc nhở muôn năm mối thù truyền kiếp. Hỡi ôi hồn có linh thiêng, xin về nhận hưởng. Chụp mấy anh chị chứng minh nữa nào. Cách nhớ từ mỏ hoa lên từ đây. Chỗ đây.